Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn thi chứng chỉ B môn CorelDRAW Illustrator. Các bạn sẽ xem cấu trúc đề thi thứ hai. Trước đó chúng ta đã thực hiện cấu trúc đề thi thứ nhất. Thì đề thi thứ nhất các bạn sẽ chỉ thực hiện với phần mềm Corel, nhưng với cấu trúc đề thi thứ hai thì các bạn thực hiện vẽ sản phẩm với phần mềm Illustrator và kết hợp với phần mềm Corel. Phần cấu trúc đề thi thứ hai, thứ nhất là các bạn phải vẽ và hiệu chỉnh được hình dáng đối tượng với mức điểm khoảng từ 4 đến 5 điểm. Sau đó các bạn sẽ thực hiện việc tô màu cho đối tượng với chức năng Fountain Fill, tô chuyển sắc hoặc tô theo dàn Matte Fill. Phần tô màu các bạn sẽ thực hiện và được khoảng từ 2 cho đến 3 điểm. Bước tiếp theo, các bạn sẽ sử dụng văn bản để nhập nội dung văn bản trên đề thi của mình. Phần văn bản tùy theo hiệu ứng nhiều hay ít, điểm khoảng từ 2 điểm. Có đôi khi hiệu ứng của văn bản nhiều thì điểm này sẽ được tăng hay giảm xuống. Phần thứ tư, các bạn phải thực hiện các hiệu ứng như blend, tạo các bước trung gian giữa hai đối tượng, hoặc sử dụng lệnh envelope biến dạng đối tượng. Và chúng ta cũng có thể sử dụng chức năng như drop shadow, tạo bóng đổ cho đối tượng. Phần hiệu ứng này thì điểm khoảng từ 1 cho đến 2 điểm. Với phần đề thi của môn Corel và Illustrator thì các bạn chỉ thực hiện vẽ lại các sản phẩm mà đề thi yêu cầu. Chính vì thế các bạn phải thực hiện và làm đúng với kích thước tỷ lệ của sản phẩm. Phần này các bạn được khoảng từ 1 điểm cộng với điểm trình bày của đề thi. Sau đây các bạn sẽ xem phần đề thi mẫu. Với đề thi này thì các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm Illustrator là chính. Và chúng ta cũng kết hợp với phần mềm Corel để vẽ logo. Như vậy chúng ta sẽ xem phần phân tích đề thi mẫu này. Với sản phẩm thì các bạn thực hiện trên phần mềm Illustrator. Trước tiên các bạn phải vẽ hình dáng của sản phẩm này. Để vẽ được hình dáng của sản phẩm, các bạn sẽ vẽ với công cụ Ben. Sau đó các bạn hiệu chỉnh. Như vậy khi chúng ta sử dụng Illustrator thì việc hiệu chỉnh, các bạn sử dụng công cụ Direct Selection Tool để chúng ta hiệu chỉnh các thanh điều khiển và các nốt trên hình dáng của đối tượng. Các bạn nhìn thấy hình dáng của đối tượng này được tạo nổi. Chính vì thế chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng Blend để tạo khối nổi cho hình dáng của đối tượng. Và đồng thời chúng ta sẽ vẽ thêm những đối tượng phụ như những cái mảng ở trên thân chai. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện việc tô màu chuyển sắc. Như trên nắp chai cũng vậy, chúng ta sẽ có một cái mảng riêng và đặt lên. Còn những khối này chúng ta sử dụng hiệu ứng Blend cho nắp chai và thân chai. Như vậy các bạn, để tạo được hiệu ứng Blend, các bạn phải có hai đối tượng. Đối tượng thân chai lớn ở ngoài là màu hồng cánh sen. Sau đó các bạn sẽ thu nhỏ lại. Đối tượng nhỏ thứ hai chúng ta sẽ tô màu nhạt hơn. Và chúng ta sẽ thực hiện hiệu ứng Blend với số bước tùy thích. Và các bạn cũng nên lưu ý, chúng ta đừng nên thực hiện với số bước khá nhiều, sẽ làm cho sản phẩm của bạn nặng và đôi khi sẽ bị đứng máy. Tiếp theo, để vẽ hình chiếc lá được uốn cong thì chắc chắn các bạn phải vẽ chiếc lá bằng công cụ Ben. Sau đó các bạn sẽ lật đối xứng chiếc lá này và thu nhỏ chiếc lá này lại. Chúng ta sử dụng chế độ Group để nhóm hai chiếc lá chúng ta vừa vẽ. Sau đó các bạn sẽ sao chép thêm hai chiếc lá
Và chúng ta sử dụng hiệu ứng Blend để tạo bước trung gian cho hai chiếc lá này với số bước là 7. Các bạn đếm khoảng trung gian của hai chiếc lá này là 7 bước. Sau đó các bạn phải tạo một cung tròn. Cung tròn này các bạn có thể sử dụng công cụ Ben để vẽ, hay các bạn có thể sử dụng một hình cơ bản, đó là hình tròn. Sau đó chúng ta loại bỏ bớt những nốt dư thừa để tạo một cung tròn giống như sản phẩm này. Và chúng ta chỉ việc đưa khối Blend mà chúng ta đã tạo vào trên đường bát. Phần văn bản, các bạn sẽ nhập nội dung văn bản với công cụ Style Tool. Ở đây chúng ta chỉ nhập văn bản bình thường là văn bản chạy theo chiều ngang. Và chúng ta sẽ định dạng phông chữ, size chữ sao cho thích hợp. Ở đây các bạn nhìn thấy phông chữ của sản phẩm này là dùng phông không chân. Vì thế các bạn cố gắng sử dụng phông chữ sao cho giống như đề thi họ yêu cầu. Sau khi chúng ta đã thực hiện được sản phẩm trên phần mềm Illustrator, các bạn sẽ nhập hình cô gái này vào phần mềm Illustrator để thực hiện việc tô màu son cho hình cô gái. Thì chắc chắn các bạn cũng đã biết, để thực hiện việc này thì chúng ta thường hay sử dụng phần mềm Photoshop, nhưng với Illustrator chúng ta cũng thực hiện được. Để thực hiện được, các bạn phải vẽ được hình dáng của chiếc môi. Sau đó các bạn sẽ tô màu đỏ cho phần môi này. Và đồng thời chúng ta sử dụng chế độ giảm opacity. Các bạn có thể thực hiện thêm mốt hòa trộn là color để cho màu tô của đối tượng trên lẫn và trộn vào đối với hình bitmap phía bên dưới thì sẽ đẹp hơn. Các tia sáng này thì các bạn cũng sử dụng công cụ Ben để vẽ những mảng hình tự do. Sau đó các bạn cũng thực hiện việc tô màu chuyển sắc. Ở đây nó có hai màu, ví dụ từ màu cam cho đến màu vàng, và nhánh thứ hai là từ màu hồng lợt cho đến màu hồng đậm, vân vân. Thì sau khi chúng ta đã thực hiện việc vẽ đối tượng và tô màu chuyển sắc, các bạn thấy phía ngoài của đối tượng này được nhòe đi. Chính vì thế chúng ta sẽ chọn hiệu ứng Effect Styline và chọn lệnh Fader dùng làm nhòe biên của đối tượng. Tùy theo thông số mà các bạn nhập vào thì độ nhòe nhiều hay ít. Phần chữ trên sản phẩm này thì các bạn cũng sử dụng công cụ Style Tool và nhập nội dung văn bản. Sau đó các bạn chọn hiệu ứng Effect Styline và chọn lệnh Round Corner. Lệnh này có chức năng làm bo tròn các góc của đối tượng. Chính vì thế chữ của các bạn sẽ được bo tròn giữa các cạnh nhọn. Sau khi các bạn đã thực hiện phần chung của đề thi này thì phần còn lại các bạn chỉ đưa sản phẩm đã thực hiện trên phần mềm Illustrator vào đúng vị trí, và chúng ta sẽ xuất logo mà chúng ta vẽ từ phần mềm Corel vào Illustrator. Để xuất được logo này các bạn có rất nhiều cách. Thứ nhất, các bạn có thể chọn bình thường đối tượng logo trên phần mềm Corel, sau đó các bạn chỉ việc nhấn Ctrl C copy và qua phần mềm Illustrator chúng ta sẽ chọn Edit Path, dán nó ra. Hoặc chúng ta có thể chọn chức năng là Cell S với đuôi AI. Qua bên phần mềm AI các bạn chỉ việc mở tập tin logo mà chúng ta vừa cell từ phần mềm Corel. Phần thang điểm của đề thi này được
10 điểm nếu các bạn hoàn thành hết các chức năng họ yêu cầu trên đề thi. Ở đây như nãy giờ chúng ta phân tích đề thi thì các bạn sẽ vẽ sản phẩm bằng chương trình Illustrator. Và mẫu quảng cáo này chúng ta chỉ thực hiện với chương trình Corel và Illustrator. Nhưng chủ yếu cái chính là chúng ta sử dụng phần mềm Illustrator. Thì khi bạn vẽ sản phẩm thì bạn sẽ được thang điểm là 6 điểm. Phần 6 điểm này thì các bạn sẽ thấy có những phần chia nhỏ ra. Thì các bạn sẽ thấy từng nội dung các bạn khi thực hiện sản phẩm này thì đều được tính điểm hết. Nên khi chúng ta làm bài thi thì các bạn sẽ thấy các chi tiết trong bài thi các bạn nên cố gắng, phần nào dễ thì chúng ta nên làm trước vì tất cả những phần đó đều có thang điểm hết. Thì để vẽ sản phẩm bằng chương trình Illustrator này đạt được 6 điểm thì các bạn sẽ có những phần sau. Các bạn vẽ đúng hình dáng nắp chai và sử dụng hiệu ứng Blend thì các bạn sẽ được 1 điểm. Chữ trên nắp chai như các bạn đã thấy đó là chữ Olay, các bạn được nửa điểm. Thân chai các bạn cũng vẽ đúng hình dáng, màu sắc và đồng thời có sử dụng hiệu ứng Blend, các bạn được 2 điểm. Các bạn lưu ý nếu chúng ta không thực hiện hiệu ứng Blend mà chúng ta copy và thu nhỏ từng đối tượng thì chúng ta cũng có thể có điểm. Nhưng như vậy chúng ta sẽ thấy rất mất thời gian khi chúng ta thực hiện bài. Chữ trên thân chai thì chúng ta được 1 điểm vì nội dung chữ này nhiều hơn so với nắp chai. Các bạn vẽ chiếc lá và cho chiếc lá chạy công trên đường bát, các bạn được 2 điểm. Như vậy phần vẽ chiếc lá và tạo hiệu ứng Blend các bạn đã được khoảng 1,5 điểm. Phần đưa hiệu ứng Blend đó vào trên đường bát các bạn được thêm nửa điểm nữa, là tổng cộng là 2 điểm. Nếu các bạn chỉ thực hiện việc vẽ chiếc lá và tạo hiệu ứng Blend thôi thì các bạn sẽ bị trừ bớt việc đưa hiệu ứng Blend đó vào trên đường bát. Các bạn sẽ tạo vệt cong màu đen, các bạn được nửa điểm. Như vậy phần vẽ sản phẩm nếu các bạn hoàn thành thì chúng ta sẽ được 6 điểm. Câu thứ hai, các bạn vẽ logo với chương trình Corel. Với logo này thì các bạn chỉ được 1 điểm mà thôi. Vẽ hình chữ nhật, các bạn bo tròn 4 góc thì các bạn được 0.25 điểm. Nếu trường hợp các bạn chỉ vẽ hình chữ nhật không bo tròn thì các bạn bị trừ khoảng 0.1 hoặc 0.15. Các bạn vẽ những hình vòng tròn thì các bạn sẽ được nửa điểm. Nếu các bạn để ý lại logo thì những hình vòng tròn này các bạn chỉ sử dụng hiệu ứng Contour để tạo những bước trung gian vào bên trong hay ra ngoài của đối tượng thì các bạn sẽ vẽ nhanh hơn, chứ các bạn đừng sao chép. Các bạn nhập nội dung văn bản là chữ Play vì chữ O là chúng ta sử dụng hình vòng tròn rồi nên chúng ta chỉ việc nhập nội dung văn bản là chữ Play, các bạn được 0.25. Tổng logo này chúng ta sẽ được 1 điểm. Câu thứ ba, sau khi chúng ta đã thực hiện sản phẩm và vẽ logo, các bạn phải trình bày sắp xếp lại đề thi của mình bằng chương trình Illustrator thì các bạn được 3 điểm. Thứ nhất, chúng ta thay đổi màu môi cho cô gái, các bạn được nửa điểm. Các bạn tạo những cái chữ và sử dụng đúng hiệu ứng thì các bạn được 1 điểm. Đưa sản phẩm vào đúng vị trí, các bạn cũng được nửa điểm. Nếu các bạn đưa sản phẩm mà chúng ta đặt sai vị trí hoặc kích thước của sản phẩm tương đối sai lệch nhiều thì chúng ta cũng bị trừ ở tại vị trí điểm ở chỗ này. Chúng ta tạo vệt sáng phía sau sản phẩm thì chúng ta được 1 điểm. Như vậy các bạn tạo không giống thì các bạn sẽ bị trừ trên thang điểm này. Tôi nhắc lại, khi chúng ta thực hiện đề thi thì các bạn lưu ý với đề thi họ yêu cầu các bạn thực hiện như thế nào và sử dụng phần mềm nào để vẽ thì các bạn lưu ý thực hiện đúng như vậy. Chứ chúng ta không thực hiện sai và sai tỷ lệ của sản phẩm. Cái đó làm cho giáo viên chấm thi rất khó chịu khi chúng ta vẽ một sản phẩm mà sai tỷ lệ.
Một số điểm lưu ý khi chúng ta làm bài, các bạn phải vẽ sản phẩm đúng kích thước và tỷ lệ. Đó là điều bắt buộc mà chúng ta phải thực hiện được trong đề thi. Màu sắc các bạn sử dụng để tô vào sản phẩm của mình phải tương đối chính xác. Có thể có độ sai lệch nhỏ nhưng không đáng kể. Và chúng ta phải sử dụng đúng hiệu ứng khi làm bài. Các bạn lưu ý, nếu sản phẩm của mình sử dụng hiệu ứng blend thì chúng ta cố gắng bám trên đề thi của mình. Nếu các bạn sử dụng lệnh tray bitmap thì chắc chắn các bạn phải sử dụng chức năng hiệu chỉnh nốt dùm và xóa bớt nốt thì bài của bạn mới đạt được yêu cầu. Chứ nếu không, bài của bạn chỉ đạt được điểm là 1 mà thôi. Mặc dù sản phẩm của bạn vẽ rất chính xác, nhưng khi chúng ta chọn vào sản phẩm xuất hiện quá nhiều nốt thì chắc chắn các bạn đã sử dụng lệnh tray bitmap. Các bạn cũng lưu ý khi chúng ta thực hiện bài, nên sao bài và chúng ta cố gắng theo dõi phần thời gian của mình để chúng ta đạt được kết quả làm bài cao nhất. Thời gian làm bài thi này của bạn chỉ thực hiện trong vòng 120 phút. Chính vì thế các bạn phải chú ý khi thực hiện bài thi của phần chứng chỉ B, môn Corel và Illustrator. Tiếp theo các bạn sẽ xem phần